thanh niên đi bộ bất ngờ leo lên xe chạy đi trong sự bất lực của cô gái. Một đoạn clip cảnh giác mới đây được gửi đến Sài Gòn TV khiến cho người xem không khỏi bất ngờ về thủ đoạn cướp xe của nam thanh niên. Theo như camera an ninh vào ngày 9 tháng 11 trong một con hẻm thuộc phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, lúc này một cô gái đang dắt chiếc xe Vario màu trắng ra khỏi cửa nhà. Trong lúc quay lưng đóng cổng, cô gái này không hề để ý rằng chìa khóa vẫn còn đang để phía trước cốp xe. Vài giây sau, một đối tượng mặc áo đen tay dài đeo khẩu trang, đầu đội mũ caro đi bộ từ đằng xa đến. Sau khi quan sát thấy chìa khóa vẫn còn trên xe, ngay lập tức nam thanh niên này đã ngồi lên xe trong sự bất ngờ rồi rồ ga chạy mất. Trong lúc hoảng hốt, cô gái đành phải níu kéo lại chiếc xe trong vô vọng, nhưng vì sức yếu nên đành bất lực nhìn tên cướp chạy mất. Qua đoạn video trên, mong rằng mọi người sẽ chú ý cảnh giác hơn để bảo vệ tài sản cá nhân, không nên để chìa khóa sẵn trên xe khi đang làm việc khác, cũng như không nên níu kéo giằng co quá mức với tên cướp để tránh những tình huống nguy hiểm. Còn bà nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.